Question 44. Which of the following facts should a seller's broker disclose when presenting an offer? A. An offer that will likely be better is going to be presented by a cooperating broker within a few days. B. The Department of Real Estate changed its name to the Bureau of Real Estate. C. The prospective buyer is Asian. D. Both A and C. Correct answer is A. An offer that will likely be better is going to be presented by a cooperating broker within a few days. The broker has a duty to disclose material facts to his principal, and the fact that a better offer is set to be presented is definitely material to the owner. Câu 44. Người môi giới của người bán nên tiết lộ thông tin nào sau đây khi đưa ra lời đề nghị? A. Một lời đề nghị có khả năng tốt hơn sẽ được đưa ra bởi một nhà môi giới đang hợp tác trong vòng vài ngày tới. B. Sở bất động sản đổi tên thành Cục Bất động sản. C. Người mua tiềm năng là người châu Á. D. Cả A và C. Câu trả lời đúng là A. Một lời đề nghị có thể sẽ tốt hơn sẽ được một nhà môi giới hợp tác đưa ra trong vòng vài ngày tới. Người môi giới có nghĩa vụ tiết lộ thông tin thực tế quan trọng cho người ủy thác của mình, và việc có một đề nghị tốt hơn chắc chắn là quan trọng đối với chủ sở hữu.